tôi xin đi, tôi cũng có gì trong này. Nhưng mà cái này còn tuyệt vời hơn. Cảm ơn những dòng chữ của anh đã tặng cho Thanh Tuyền. Thật sự đây cũng là một cái hạnh phúc. Tại vì cái hạnh phúc nó đến nhiều khi nó bất ngờ lắm. Thanh Tuyền chỉ mong là nếu có duyên thì năm tới không biết ngày nào đó thì Thanh Tuyền sẽ gặp lại quý vị tại Melbourne. Mà nếu không có duyên nữa thì coi như đêm nay là một cái đêm là Thanh Tuyền gửi tới quý vị bằng trái tim của mình. Tại đây, có một lúc nào đó thì cũng phải biết dừng. Nhưng mà thật sự trong tâm của Thanh Tuyền không muốn dừng. Mô Phật Thầy không muốn dừng. Nhưng mà đôi khi đó, những cái giây phút hiện tại như thế này sẽ ngày mai sẽ không có được. Nó quý vô cùng. Cho nên nếu một ngày nào đó quý vị thấy trong cuộc đời nó có chữ nếu, nó cũng quái quăng lắm. Nếu một ngày nào đó mình có duyên mình gặp nhau, Thanh Tuyền hát cho quý vị nghe. Mà nếu không có duyên thì quý vị cũng biết rằng Thanh Tuyền rất là thương tất cả quý khán giả, thương Thanh Tuyền. Thanh Tuyền cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Cảm ơn ban nhạc rất là nhiều. Chữ giúp chị cái này. Cảm ơn anh yêu cầu bản chịu mưa biên giới. Thật ra bài hát này nó ở trong lòng của Thanh Tuyền. Tại vì bài hát này là của người nhạc sĩ mà đã đào tạo Thanh Tuyền, để cho Thanh Tuyền cái nấc thang, con đường bước vào âm nhạc đó là nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Cho nên Thanh Tuyền bài hát này giống như là nó ở trong máu rồi. Hôm nay anh yêu cầu thì Thanh Tuyền chào em. Đôi khi khóc không phải là buồn quý vị, khóc là cái hạnh phúc, cái cảm động. Tại vì có những người quý vị thấy không, quý vị biết Thanh Tuyền, biết anh chị đó, nhưng mà anh Thanh Tuyền không biết tên anh chị. Mà tất cả mọi người đều biết Thanh Tuyền á, cái đó là cái diễm phúc. Mà bây giờ mình ngồi đây, chẳng lẽ bây giờ thiếu điều gì Thanh Tuyền trước khi tạm biệt quý vị bước xuống bắt tay với tất cả quý vị, nói thật. Cho nên Thanh Tuyền biết quý vị thương lắm. Giờ thì khuya tới giờ này còn ngồi như thế này. Không muốn về. Không muốn về hả? Ngày mai Thanh Tuyền còn hát cái Sydney nữa. Phải để dành giọng. Nhưng mà ngay cả ở nhà Thanh Tuyền cũng nói, khi mà bà lên sân khấu rồi bà còn không biết trời đất gì hết. Bà mới còn biết, thưa quý vị, thật sự nhiều khi hát xong về ông mới thấy cổ của mình nó đau, mới thấy mình mệt, chứ còn không biết mệt. Thôi bây giờ mời tất cả các anh chị nghe nhạc phẩm Chiều Mưa Biên Giới theo lời yêu cầu của